Bán nước giải khát trên vỉa hè ở một khu phố Tây tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn 40 năm qua, bà Trần Thị Định, sinh năm 1942, khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Bà được nhiều người biết đến và yêu mến bởi tính tình cởi mở, hiền lành và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ đa dạng của mình. Bà có thể nói được 5 thứ tiếng, tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Quảng Đông và tiếng Khmer một cách thông dụng. Bà có 4 người con, hiện tại đang sống cùng con trai và con dâu thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về cặp mẹ chồng nàng dâu này nhé. Bác Thi, Mạc Xê, A Sĩ Tê, Kỳ Sô, mẹ hôi miếng tàu, mẹ hôi hàng cái hả? Hôi hàng cái xì hả? Tôi thích bán người đây, tôi bảo nhà là tôi bệnh, tôi chết. Dạ, tiền lời thì mẹ cứ sử dụng, còn vốn á là con trai bỏ hết rồi. Ông đã mất con cách đây 8 năm. Ở đây cái gối này tôi đắp bàn cho ông. Mẹ anh nói rồi, thật sự em rất thương ba nên ký ức của mẹ anh luôn luôn nhớ về ba. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và hiện tại thì Dương Tri đang có mặt ở nhà sách Phú Nhuận. Ngày hôm nay thì Tri sẽ được tìm hiểu về cặp mẹ chồng nàng dâu cực kỳ đặc biệt. Mẹ chồng đã 90 tuổi rồi nhưng mà rất là minh mẫn và thông minh nha. Đặc biệt á là còn biết 5 thứ tiếng nữa. Và đặc biệt hơn nữa là rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Thôi bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ chị dâu để cùng tìm hiểu xem là mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu như thế nào nha. Đi thôi. Ồ, dạ em chào chị. Chị có phải là chị Hằng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Dương Tri, em đến từ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em có thể trò chuyện với chị được không ạ? Dạ được chị, em mời chị ra phía ngoài ngồi ha. Dạ, đi chị. Em nghe đồn á là mẹ chồng chị rất là nổi tiếng luôn. Dạ đúng rồi, dạ. Nói chung là bà cũng biết được mấy thứ tiếng và cũng trao đổi được với khách Tây. Chị đã làm dâu cho mẹ là được bao nhiêu lâu? Chị làm dâu được 7 năm rồi. Làm dâu của mẹ thì cũng có nhiều cái vui lắm. Có những cái câu chuyện mẹ cứ kể ngày xưa mẹ quen với bố như thế nào. Dạ. Yeah. Giao kèo là không có được kêu mày tao, không có được chửi thề. Dạ. Yeah. Cũng giao kèo với chồng là cũng không có được kêu mày tao mà phải xưng kêu mày tao em. Phạt gì? Cái đó khó đấu. Chị ơi, bây giờ em rất là tò mò về bà luôn. Bây giờ em không biết là bà đang ở đâu để em có thể đến để em gặp bà. Bà thì đang ở chỗ bán. Dạ. Mình cũng có thể mình đi ra ngoài đó để trò dạ. chuyện với bà không được bà? Dạ được. Dạ bây giờ chị dẫn em đi nha. Dạ. Nghĩa là tính là mẹ của chị á là chỉ vì thích hoạt động thôi đúng không? Mẹ là ra ngoài là chủ yếu chơi là chính thôi. Để cho quên đi cái nói chung là cái bệnh rồi. Dạ. Nhiều cái khác nữa. Có phát hiện ra là mẹ mình khó hay là sao không? Hồi lúc đầu thì cũng sợ lắm. Tại vì khi mà mới về thấy mẹ lớn tuổi, nên ra là cũng sợ là cái khoảng cách nó xa quá. Nhưng mà khi mà về ở rồi á thì thấy mẹ cũng thoải mái, mẹ cũng thương con dâu giống như con ruột vậy đó. Dạ. Mẹ tâm lý lắm. Dạ. Chào con. Dạ con chào bà. Dạ chào con. Dạ con giới thiệu với bà, con là Tri. Con tế Tri. Dạ. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Bà khỏe quá à. Khỏe. Dạ. Bà ơi, con xin phép con nói chuyện với bà với chị một chút ha. Rồi đúng cái việc. Bà ơi, con nghe nói á là bà có biết 5 thứ tiếng luôn. Đúng vậy. Bà có thể nói cho con nghe đủ 5 thứ tiếng được không bà? Được. Dạ con tò mò lắm luôn á. À rồi. Tiếng Anh đi. Dạ. Tiếng Anh nè. Hello you. Ok. Dạ. Rung quá hả? Tiếng Pháp. Bác Tí mặc xế là đi chợ. Dạ. Yêu bác Tí là mặc xế. Đi, đi show là đi chợ mua cái gì? Dạ. Đó. Tiếng Quảng. Đi hôi miếng tàu.
này nuôi thằng cái hả, nuôi thằng cá xì hả, rồi rồi đi đâu, đi chợ hả? Dạ. Đi chơi đi chợ hả? Dạ. Rồi còn tiếng tờ đều. Dạ. Nước thử chị cọ tiếng Campuchia hả? Dạ. Rồi tôi na đi sắp sập bay hả? À, hỏi chứ đi đâu, đi ở xóm mình nha, khỏe hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi. Bà biết năm thứ tiếng luôn, còn biết tiếng Việt chưa xong nữa. Dạ. Ủa bà ơi, bà bán nước này là tại bà thích bán hay sao bà? Con nó không cho bán. Mà tôi thích bán, tôi ở nhà là tôi bệnh. Tôi dạ. Chết. Con nó nói thôi mẹ ở nhà đi, đừng có ra đây bán cực khổ. Dạ. Đường bắt mưa, dầm mưa, dầm nắng. Tôi nói không sao đâu, à, mẹ bán như thường. Bán từ hồi giải phóng tới vô tới giờ nó không có bệnh bạc gì. Ở nhà có một mình mà. Rồi hỏi, có nói chuyện với ai? Nói chung không? Là tiền lời thì mẹ cứ sử dụng, còn vốn á là con trai bỏ hết rồi. Còn tụi nó hai xích vốn ra, tụi nó mua, bán lấy tiền, thâu vô, xài. Chắc còn không có mà trả tiền lợi. Dạ, được, cái này được. Cho con hỏi á, cái lúc mà đầu tiên mà bà gặp con dâu của bà, lúc đó là bà có cảm nhận gì về con dâu? Hiền hậu, không có hung dữ. Cơm nấu nước gì cũng vợ chồng làm hết, cho tôi đâu có làm gì. Dạ. Không có làm gì hết. Về được mẹ truyền cho cái bí kíp. Em là em anh thôi, chứ còn dạ. Có mày tao. Thêm cái nữa là có giận gì giận, nhưng mà tối ngủ phải ôm nhau ngủ. Cái là của mẹ đưa ra cho chị á, anh ạ. Ừ, con à? Không con. Tự giao. Bà tự giao. Yêu cầu tụi con đừng có gây lộn. Bình thường á là chị thường nấu ăn đúng không? Bà có thích món nào mà con dâu nấu không? Cái nào ăn cũng được hết, không có cái nào mà chê hết. Dạ. Mẹ được cái là mẹ rất là dễ chịu. Nói dạ. Chung là nấu ăn, thích ăn thì ăn nhiều. Dạ. Ví dụ như mà không hợp khẩu vị thì vẫn ăn. Dạ. Nhưng mà là ăn thì ít hơn. Thế mai mốt đừng nấu vậy. Mốt đừng nấu vậy nữa. À. Đó, nhưng mà vẫn mà ăn, vẫn để ăn. Cho con dâu vui. Dạ. Ừ. Rồi lỡ như mà hai bên nha, mà giận nhau. Em ví dụ nha, thì bà bên ai? Không bên ai hết. Con nhỏ này phải nhịn chồng, còn thằng này phải nể vợ. Dạ. Thôi chứ còn đừng có mà hỗn láo còn chữ này kia cây nọ đó. Dạ. Bình thường là bà có thích đi chơi với gia đình không? Cũng đi mà, nhưng mà ngày xưa đi cái từ hồi lớn tuổi rồi đó không có đi. Dạ. Chứ hồi xưa đó, hồi tôi còn trẻ đó nha, đi hết. Dạ. Hết cái nước Việt Nam này đi chơi. Về đến giờ là rủ đi được đúng một lần siêu thị. Có à, là đi siêu thị thôi, tới siêu thị thôi. Chị con dâu này chỉ có tật xấu gì mà làm cho bà phải buồn á? Không phải buồn mà giận là á, hả? Dạ. Nhưng mà không có đáng kể á, tại vì không có chiều tôi về thành nó vui vẻ rồi. Trời ơi, con nói thiệt luôn á, bà là mẫu mẹ chồng mới gọi là biết bao nhiêu người muốn. Trời ơi, tôi á, tại vì tôi làm đi sửa sắc đẹp mấy bà đầm rồi đó, nàng cái nọ đó, tôi biết hết rồi, thành ra mình không có khó khăn. Dâu cũng vậy mà con trai cũng vậy, không có khó khăn. Mẹ dạ. Chồng hiện đại đó. Dạ, mẹ chồng hiện đại. Thường á là mình có ăn chung một gia đình không chị, hay là mình bận quá mình không có về được hay sao? Có chứ, mẹ không có thích ăn một mình. Lúc nào cũng phải có con cái ăn chung với mẹ thì mẹ mới ăn. Còn lỡ như buổi sáng chị đi làm mà sao? Buổi sáng chị làm thì chiều về hai chồng cùng ăn với mẹ. Còn hôm nào mà chị làm đi nhiều làm á thì tối có anh ba hoặc là chồng chị ăn. Có con cái ăn chung thì mới chịu. Đấy, dạ. Xung hợp. Đi làm đó thì thôi. Dạ. Còn hả mà hả ở nhà thì phải ăn chung hết. Chứ không có người ăn trước, không ăn có người ăn trước là sao. Dạ, hay quá. Bà thấy là bà với chị con dâu này là hợp nhau nhất là ở cái tính nào? Tính nào cũng hợp hết. Trời ơi. Từ hồi nó về tới giờ không có cãi một tiếng nói nào hết. Miếng không có luôn. Không có luôn. Trời đất ơi. Mẹ thì nói chung là hợp hết á. Dâu sắm đồ cho mẹ thì sắm gì mẹ bận đó. Không có chê tiếng nào hết. Sắm đồ đâu, không có chê ầm. Rồi còn ăn uống hay này kia thì dụng mẹ thích ăn ngọt thì chị cũng rét, chị chiều theo để ăn ngọt cùng với mẹ.
là tôi không ăn mặn. Dạ. Đó, thì nó phải chiều tôi, nó phải ăn. Phải ăn ngọt luôn. Ngọt, ăn là ngọt luôn. Thường á, thì ví dụ như chồng chị mà đi công tác hay là chị ăn cơm với mẹ một mình á, là chỉ có một câu chuyện mẹ hồi tưởng lại là mẹ kể, lúc nào cũng kể cái câu chuyện đó hết. Ủa chuyện gì vậy? Mẹ, chuyện gì vậy chị? Nghe đi kìa. Hồi xưa tôi quen với ông xã tôi đó. Dạ. Trước khi mà cưới tôi phải giận. Dạ. Giận trước. Nhà anh á, không có níu xương tôi thì anh để anh đừng có chửi. Cho nên ông xã tôi không có bao giờ nào chửi thề, có kêu mày tao nữa. Em không à. Giận thì không có ai nói chuyện à. Tôi bây giờ giận ổng đa cơm tôi hết cơm nào cô. Hết gãi mâm cơm. Tôi đi lên lớp mền tôi ngủ. Rồi sao làm quà? Thì ổng năn nỉ. Bài này được nha. Khi nào giận cũng vậy. Rồi hai người đừng nói chuyện. Dạ. Nói chuyện mình tức mình nói kêu bằng mày tao rồi này kia. Nó sổ những cái câu không không tốt. Không tốt. À, rồi cái rồi hết giận rồi quà thôi thì rồi yên. Bây giờ bà cho phép con mời bà về nhà bà để con có thể nói chuyện với bà. Còn chị với anh á thì đi chợ mua đồ. Về nhà mình nói mẹ chồng sẽ cùng MC lên xe trở về nhà để có cơ hội lắng nghe tâm sự riêng của bà. Còn con dâu và con trai sẽ dọn hàng nước và đi chợ về nấu một bữa cơm thật ấm cúng. Ủa bà ơi, là bà bán ở chỗ đó là được bao nhiêu năm rồi bà? Năm nay nữa là 42 năm. 42 năm lúc đó con chưa ra đời. Mà không có thuê mặt bằng hay gì hết chủ trương. Dạ. Tại mấy ông nước ngoài đó. Dạ. Thương bà cứ bán đi không sao, không sao. Dạ. Lấy tiền. Hồi đó giờ là bà có không hài lòng chị dâu cái gì không? Từ hồi nào bây giờ là nó không có giận hờn gì hết, không có gây gỗ gì hết á. Giờ chừng nào có ấy có cháu bồng thôi. Không có cháu thì cũng buồn thôi chứ giờ nó không có thì sao được. Nó không đi lo lắng, nó không có thôi. Bà đâu có khuyên à thôi giờ nó không có cháu. Con bỏ con kiếm người khác. Không, như vậy tội nghiệp nó. Dạ. Con cái thì nó lo cho mình, nó thương cho mình. Là mình đừng có ghét nó. Ghét nó thì tội nghiệp cho nó. Dạ. Mình làm mẹ mà. Tôi cũng khuyên con tôi vậy. Đừng cái gì đừng có làm quá, đừng có ỷ. Dạ. Thấy không? Nhiều khi nó buồn nhiều quá rồi nó phải nó bệnh. Tôi sợ vậy. Vậy sao bao nhiêu năm á là sống chung vậy thì bà thấy là bà thương nhất con dâu của bà là ở điểm nào? Cái điểm nào cũng được hết trơn trơn. Điểm xuất sắc. Chiều mẹ. Đó vậy là đủ điểm rồi đó. Ăn trái cây mà tôi ăn đồ ngon không mà cho đồ dở tôi cũng có ăn. Dạ, được quá. Đó thành ra biết tôi thích ăn gì là nó mua về ăn chung. Bà ơi, bà xuống với con. Con xuống đi chứ, trước đi. Dạ. Rồi được rồi. Dạ. Mỹ tự nhiên. Ôi, cái hẻm này đẹp quá bà ơi. Đây. À, bà ơi, bình thường là bà ngủ với ai bà? Ngủ có một mình nè, ở cái giường này nè. À dạ, ở giường này ở đây. Ủa con nghe nói là ông đã mất con cách đây 8 năm. Dạ. Mà cũng dẫn đây cái gối này nè, tôi đắp màn cho ông, Dạ, là cái này là gối ôm là gối ông. Ông. Dạ. Tôi với ông đắp mền cái mền bự. Dạ, ôm nhau ngủ. Dạ, được. Mẹ ai, chào, chào anh chị. Ừ, dạ, chào anh mẹ. Mới về vậy? Chào con. Nay bán vui không? À, vui vẻ, bữa nay có khách khứa. Cả gia đình đã về nhà đông đủ. Trong khi nàng dâu sẽ cùng mẹ chồng vào bếp thì MC sẽ tâm sự và chia sẻ cùng với anh Phong Vân một vài điều. Thấy là anh với chị cũng không có muốn bà bán như vậy. Nhưng mà do gì là bà thích thì anh có sợ là người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá mình là mình không có lo cho mẹ hay cái gì đó. Thật sự ra thì anh cũng nói chung là nhiều khi ở nhà lại có ngày ở trong nhà không thì nó sẽ dẫn cái trí não của bà nó có dấu hiệu là lẫn à. Nên anh rất là sợ. Dạ. Và bản thân anh thì
ngày nào mẹ còn sống thì mình sẽ chiều cái thú vui của mẹ để cho mẹ lúc nào cũng vui lòng. Bán như vậy rồi thì đi ra ngoài đó gặp người này người kia, nói chuyện giao tiếp, thì chính những cái giao tiếp đó mà bà được kéo dài cái tuổi thọ bà. Còn nếu ở nhà thì chắc chắn nằm ngày ở nhà là thấy rất là uể oải, nhức mỏi, rồi rất là lấy dầu ra thoa, rồi uống thuốc, rồi đi vậy mà khỏe. Đi vậy là khỏe lắm. Ai ngang qua bà cũng chào, ví dụ gặp người nước ngoài bà hello thì bà cũng thấy niềm vui. Rồi rảnh rỗi thì tụi anh cũng chạy ra. Cái mong muốn của mình là muốn mẹ mình sống với mình lâu dài. Thì muốn sống lâu dài thì cái tâm trí của mẹ phải thoải mái. Bản thân anh thì là suy nghĩ là vấn đề ai nói với thiên hạ là mặt thiên hạ, nhưng mà mình trong thâm tâm mình luôn kính yêu mẹ mình vậy thôi. Em thấy cái hình tượng của bà mà khi mà bà ông mất 8 năm mà bà lấy cái gói ôm bà để lên trên cái gói xong rồi bà đắp mền cho ông ông nhìn anh chịu không được. Thật sự bà rất là thương ông. Mẹ anh rồi thật sự rất thương ba, nên ký ức của mẹ anh luôn luôn nhớ về ba. Chắc là bà cũng mong mỏi cái chuyện mà có cháu. Đúng rồi, hiểu cũng nói là cũng không muốn con cái mình buồn, nhưng mà mình là con thì mình nhận ra được điều đó. Thật sự ra thì nhiều lúc cũng tự hỏi với bà là mẹ buồn không cháu, thì bà rất thoải mái. Có gì đâu, thì khi nào có bầu thì có bầu. Thật sự là ban đầu anh có một đứa đó mà bị tẩy thì thật sự là rất là buồn. Có hả? Hai chồng con. Nhưng mà bà không biết. Bà không. Tâm lý của vợ thì cũng đôi lúc cũng biết, cũng chạnh lòng, nhưng mà bản thân mình cũng hiểu điều đó. Mình chính vì hiểu điều đó mình phải giấu thì mình nó chạnh lòng và mình không một lộ để cho mình tạo cái niềm vui, niềm tin cho vợ mình. Trong bao nhiêu năm chung sống á, thì anh thấy là cái cách mà vợ của anh chăm sóc cho mẹ chồng á, rồi anh nhìn thấy những cái điều đó, cảm xúc của anh thì sao? Thật sự ra thì những ngày đầu mà về thấy vợ mà ngồi bớt dầu cho mẹ, bản thân mình rất là xúc động. Và mình cũng thầm cảm ơn vợ. Mà chính vì thầm cảm ơn đó thì mình sẽ thể hiện là mình yêu thương vợ mình nhiều hơn. Để trong cuộc sống thì hai vợ chồng thì mình sẽ có những cái chia sẻ đó, thì nó sẽ giúp mình vượt qua những cái khó khăn. Bây giờ mình vô trong mình trò chuyện cả nhà cơm. Dạ. Tinh tinh. Chị, cho em hỏi đó là mình phát hiện ra như vậy là lúc nào ta? Về cái vấn đề là con cái á. Con cái á, nói chung thì tụi chị chắc là có lẽ là cũng căng thẳng. Rồi có thể là cơ thể mình cũng không có được tốt cho lắm. Nên ra là chắc cưới về thì khoảng 2 năm thì tụi chị mới biết được. Và khi đó thì chị cũng dính được cưới. Thì nó bị thai ngoài. Nên ra là tụi chị phải nên ra là cái việc đó thì nó cũng hơi buồn. Rồi sau rồi tụi chị cũng vẫn kiên trì, thì cũng khoảng năm hơn nữa thì tụi chị cũng có nhờ y học can thiệp á, mà chắc là cũng chưa có duyên với con. Đôi khi tại mình phụ nữ mà cái thiên chức đó là cái là gọi là quan trọng nhất, nhưng mà mình cũng chưa có làm được gì cho chồng, cho mẹ, nói chung là nhà con cháu cũng ít. Mình chưa làm được cái vấn đề này á, thì mình cũng buồn. Nhiều khi chị cũng nói thôi chồng lấy vợ mới đi chứ vậy chồng cũng la nói, suy nghĩ bậy bạ hết sức. Hai vợ chồng cũng có cái cũng có cái niềm tin rất là nhiều, nói chung ai chỉ gì thì mình cũng làm hết, vì cũng hy vọng mình cũng sẽ có. Mình có tìm hiểu cái đó là nguyên nhân là do sao không chị? Chị cũng có tìm hiểu, nhưng mà chị về phần chị thì chị cũng bị hẹp vòi trứng, nên là cái việc cũng hơi khó cho cái việc đậu thai. Nói chung là mọi chuyện cũng qua hết rồi, thì em cũng mong là chị với anh
cũng cố gắng vượt qua cái những cái nỗi buồn này ha. Sau rồi từ từ mình sẽ có thôi. Mình cũng hy vọng là 1-2 năm nữa cũng có một bé để ẵm cho vui nhà. Dạ. Để cho bà đỡ buồn. Dạ. Cố lên nha chị. Đúng rồi. Phải cố lên. Dạ, em nhìn là em thấy hèm rồi đó. Mới một chút thôi. Ngon quá. Rồi. Ơi, hôm nay hả? Ít giờ, con thêm miếng nha. À. Thôi, từ từ con lấy cho. Con mời bà mời ăn. Món này là mẹ chỉ cho làm á. Ở nhà làm. Nãy em thấy nó còn tưởng cô. Thôi, mẹ ăn cơm này. Dạ. Mời chị ăn cơm nha. Bà ơi. Mẹ hai con. Cái chuyện mà bà đi bán á, anh nói là do là bà thích nên là anh muốn bà vui mà đi bán. Đúng rồi. Dạ. Để tôi ở nhà, nhưng tôi ở nhà không có được. Nói chung là cái mong muốn mà cho bà nghỉ bán là lâu lắm rồi. Nhưng mà muốn. Mình không thực hiện được. Bây giờ cái đó thành cái mong muốn luôn rồi. Đó, cái mong muốn. Còn về chuyện có em bé thì chị có muốn gửi lời nói gì đến cho bà nghe không? Bà. Dạ. Bà đó người ấy là cho nó cắt đĩa cho nó nghe. Đấy, định buồn tay trời. Nói chung là bao nhiêu năm. Dạ. Bà đi này kia cái nọ cũng không có được. Thì bà đâu có quyết định. Thế thì bà nói cứ gì. Được cái là mẹ cũng hiểu và bản thân anh. Dạ. Để được, rằng dạ. Anh cũng nói chuyện dạ. Đồng viên với vợ hoài. Ai không thích. Anh cũng nói là thôi cứ cố gắng. Mai không có là ngày năm tới. Dạ. Năm tới không có. Tại vì á dẫu rằng hạnh phúc thì nó chưa có trọn vẹn như mình mong muốn, nhưng bản thân anh đó thì vẫn hy vọng và tin. Nếu mà được nói một điều gì thì anh chỉ nói câu đơn giản thôi: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta hai người phụ nữ đầy yêu thương. Dạ. Ăn bữa mẹ và vợ. Mẹ và vợ. Nói chung là mỗi năm là Tết là được trở về quê Tiền Giang thăm mộ của bố cho bà thôi, mình thấy vui. Dạ. Là được chụp những tấm hình với bà. Dạ. Nói chung là những cái đó là cái hạnh phúc mà mình ngó lên thì không bằng ai, nhưng mà mình ngó xuống mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất hơn rất là nhiều người. Về mặt xã hội thì mình bước ra ngoài mình đã trưởng thành, nhưng mà khi về mình giống như một đứa trẻ sống bên mẹ. Chị thì cũng nhân là có chương trình nè, bây giờ á chị có thể nắm tay bà ha. Nắm tay bà không nhột tay rồi đúng không? Con cũng cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh ra chồng con và để chồng con thương yêu con đến ngày hôm nay. Cũng qua cái cách dạy dỗ của mẹ nên ra là vợ chồng con thì cũng nhìn cái cách đó để mà sống thuận hòa trong gia đình. Mẹ cảm ơn con mẹ. Đối con thì cái niềm tin lớn nhất là có mẹ. Và mẹ cứ yên tâm. Không sao. Mà cuộc sống của mẹ thì đã có tụi con lo. Nên mẹ cứ thoải mái. Mình hãy làm những gì mình thích. Đúng rồi. Và con chỉ hy vọng rằng mỗi năm con được ứng canh mẹ để chụp hình. Rồi được rồi. Và cảm ơn một người vợ đã luôn tận tụy gắn bó. Và anh vẫn nhớ mãi cái ngày hôm nào nhẫn trao tay. Thì mình sẽ nhẫn và yêu thương và hạnh phúc. Trách nhiệm của anh và bản thân anh ngày hôm nay và ngày mai chưa bao giờ mà có ý nghĩ là sẽ tháo cho nhận anh. Em yên tâm. Cảm ơn chồng. Cũng khóc theo rồi. Dạ. Hôm nay là vui vẻ. Dạ vui vẻ. Vui mà con này con không phải con khóc nhẹ đâu. Thế là hạnh phúc quá khóc á. Không nhìn hạnh phúc khóc không khóc. Vui vẻ, con khỏe cho nó lại. Tới ngày ngày nào cũng mang cho bà cũng khỏe luôn. Dạ. Con mong là bà sẽ sống trên 100 tuổi. Con cũng cảm ơn bà, cảm ơn gia đình. Dạ. À, em cũng xin phép nha. Cảm ơn hôm nay bữa cơm rất là ngon luôn á.
Con cảm ơn bà. Dạ, con chào bà, con chúc bà sức khỏe. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ. Quý vị ơi, hôm nay á là một ngày phải gọi là vô cùng đặc biệt luôn. Một cuộc sống thật là giản dị. Chỉ cần có một người mẹ kế bên và một người vợ kế bên thôi là cũng đủ cảm thấy là hạnh phúc rồi. Cái điều đó rất là thiêng liêng. Chị cũng rất là mong thì gia đình sẽ luôn hạnh phúc như vậy, sẽ luôn vui vẻ như vậy. Và quý vị ơi, quý vị đừng quên đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu vào lúc 15:40 trên kênh HTV7 thứ bảy hàng tuần nha. Và những ai mà có câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu và muốn chia sẻ lên chương trình thì hãy liên hệ với chương trình để có những sứ giả sẽ cùng đến và chia sẻ với gia đình chúng ta nha. Xin chào và hẹn gặp lại.